mang tới cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo ở trận đấu này. Sẽ lại có những tính toán của huấn luyện Park Hang-seo với vị trí của Hồng Duy ở bên phía môn và cũng là đội trưởng của đội bóng này, Jalan Hasan Hachin. Cầu thủ còn lại gồm có số 2 Ahmed Ibrahim, số 3 Haddad, số 5 Ali Atia, số 6 Antemimi, số 7 Amporaisi, số 8 Safik, số 9 Yasin Kenny, số 10 Kadim, số 16 Hussein Al-Said và số 23 đó là Salim Al-Lami. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Iraq là huấn luyện viên người Slovenia, ông Sreko Katanec. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, ông Abdurrahman Al-Jassim, trọng tài người Qatar. Ông Jassim đã là người bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines trong trận bán kết lượt đi của AFF Suzuki Cup 2018. Và bây giờ sẽ là những gương mặt được trao gửi những niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đặng Văn Lâm trong khung thành, hàng phòng ngự gồm có Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh. Những người sẽ đá trách sang hai biên ngày hôm nay gồm có Trọng Hoàng, Nguyễn Phong, Hồng Duy. Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta ở trận đấu này là Xuân Trường và Hùng Dũng. Trong khi đó thì Phan Văn Đức, Quang Hải. Trọng Hoàng đã kịp bình phục chấn thương để trở lại và ngay lập tức nhận được một suất đá. Ông Katanec là một cầu thủ từng rất nổi tiếng của bóng đá Slovenia và trước đây đã cùng với đội tuyển Nam Tư dự những kỳ Euro hay World Cup. Pha vào bóng của Trọng Hoàng đã trúng vào chân trụ của tiền vệ Antemimi và khiến cho cầu thủ này đang tỏ ra khá đau. Rất may, đó là một tình huống mà gầm giày của Trọng Hoàng đã không va vào chân trụ của đối phương. Đây sẽ là một tình huống bóng bổng với một cơ hội thực sự dành cho cầu thủ Iraq ngay ở những phút đầu tiên. Đúng là rất đáng lo lắng trong một tình huống như thế này, khi mà đội tuyển Iraq trong đội xuất phát của họ có tới 8 cầu thủ cao trên 1m8. Không còn nghi ngờ gì, đây sẽ là một tình huống treo bóng bổng. Geny đang là người đứng trước quả đá phạt cho đội bóng áo trắng. Và tình huống giải nghi là của Lương Xuân Trường. Thực sự là chúng ta đều cảm thấy rất lo lắng trong tình huống vừa rồi, vì trong những bàn thua mà đội tuyển Việt Nam phải nhận trong khoảng 2 tháng vừa qua thì thống kê cho thấy 5 trên 7 bàn thua đến từ những tình huống cố định. Xuân Trường và Hùng Dũng đang là hai tiền vệ trung tâm và chắc chắn Hùng Dũng sẽ là người đá thấp hơn. Pha xử lý vừa rồi là của Quang Hải, Công Phượng. Trọng tài đã thổi phạt với Công Phượng trong tình huống tranh cướp bóng cùng với hậu vệ Alice Atia. Bộ đôi trung vệ của đội tuyển Iraq trong trận đấu ngày hôm nay đó là số 5 Alice Atia và số 2 Ahmed Ibrahim. Sẽ rất khó để cho đội tuyển Việt Nam có thể phát huy được các tình huống bóng bổng với một đội bóng có chiều cao lý tưởng như cầu thủ Iraq. Ở đội hình của đội tuyển Iraq thì ngay cả với chiều cao khoảng 1m72, 1m73 vẫn là những cầu thủ thuộc dạng thấp. Trong khi đội bóng của Tây Á có 8 cầu thủ cao trên 1m8 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ có 3 cầu thủ đá chính ngày hôm nay cao trên 1m8 mà thôi. Nhưng chúng ta bằng sự khéo léo và khả năng đeo bám tốt vẫn có thể tạo ra những thời cơ. Phan Văn Đức, Quang Hải, vẫn đang là Quang Hải. Mặt sân của JS Sport City rất lý tưởng cho những tình huống ban bật và những pha xử lý kỹ thuật của chúng ta. Trọng Hoàng, cho đến lúc này thì mặc dù bất lợi so với đối phương về thể hình nhưng sự đeo bám quyết liệt với những tình huống di chuyển chạy chỗ tốt vẫn đang giúp cho đội tuyển Việt Nam có một thế trận tương đối khả quan trước một đội bóng được đánh giá rất mạnh ở bảng đấu này là đội tuyển Iraq.
chắc chắn là các cầu thủ Iraq với sự quyết tâm của huấn luyện viên Katanek đang quyết tâm để chơi pressing ngay từ đầu. Nhưng đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chống lại lối chơi bóng dài và bóng bổng từ phía đối thủ. Vừa rồi là một tình huống xử lý khôn ngoan của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng cũng chính là người đã thực hiện đường truyền để Công Vinh ghi bàn vào lưới của đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình trong trận đấu lượt đi khi hai đội nằm chung bảng đấu trong khuôn khổ vòng loại của World Cup và Asian Cup. Đó là một trận đấu mà đội tuyển của chúng ta đã mở tỷ số trước, nhưng sau đó đã để cho đối phương có được bàn thắng gỡ hòa một đều. Người ghi bàn gỡ hòa một đều hôm đó là một huyền thoại của bóng đá Iraq, khi Yunis Mahmoud đã từng cùng với đội tuyển Iraq đánh bại đội tuyển Việt Nam của chúng ta năm 2007 và giúp cho đội tuyển Iraq có được chức vô địch của Asian Cup 12 năm trước. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực sự khiến cho nhiều dự đoán bị việt vị khi mà người đá cao nhất trên hàng tấn công không phải là những cái tên như là Tiến Linh hay là Hà Đức Chinh, mà lại là một cầu thủ không có chiều cao tốt như là Công Phượng. Và hơn thế nữa, vị trí hậu vệ cánh trái không thuộc về Đoàn Văn Động mà thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy. Có thể thấy là đội tuyển Iraq cũng chơi bóng rất kỹ thuật. Bùi Tiến Dũng, pha giải nguy thành công của Bùi Tiến Dũng, người đang thay thế vị trí của Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng không ai quên, chính là người đã thực hiện quả penalty quyết định giúp chúng ta đánh bại đội tuyển U23 Iraq. Pha bóng không có gì khó khăn với Đặng Văn Lâm. Quả đá luân lưu quyết định của gần một năm về trước được Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công và đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào tới bán kết để nối dài những kỳ tích mà chúng ta có được ở Thường Châu, Trung Quốc. Chúng ta đang thấy được lợi thế của các cầu thủ Iraq trong các tình huống bóng bổng. Pha qua chậm cho thấy một khả năng bật cao rất tốt của Ali Anan khi tranh cướp bóng với Trọng Hoàng. Trọng Hoàng, lỗi đẩy sau. Người đã bị trọng tài thổi phạt là tiền vệ trung tâm của các cầu thủ Iraq, Hussein. Ở giải đấu lần này thì Duy Mạnh mang chiếc áo số 2 và Công Phượng đã trở về với chiếc áo số 10. Ở giải AFF Cup thì số áo của Duy Mạnh là 28 và số áo của Công Phượng là 14. Đội bóng của chúng ta sẽ bình tĩnh phối hợp bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của đối phương. Lỗi của Công Phượng. Dù thua thiệt về thể hình nhưng các cầu thủ chúng ta đến ngày tương đối tự tin trong những tình huống cài người. Ở giải U23 châu Á thì chính Công Phượng là người đã mở tỷ số vào lưới U23 Iraq sau pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Đó là một pha trả bóng rất nhạy cảm. Những cầu thủ còn lại đã ghi bàn cho chúng ta ngày hôm đó là Phan Văn Đức và Đức Trinh. Của Hùng Dũng, việc các tiền vệ trung tâm lui về và tham gia phòng ngự như vừa rồi là rất cần thiết khi mà Iraq đang tạo ra một thế trận tương đối đa dạng, không chỉ có bóng dài mà còn có những tình huống phối hợp bóng ngắn và những tình huống di chuyển linh hoạt của các cầu thủ ở phía trên. Trước một đối thủ mạnh như thế này thì khả năng lùi về để hỗ trợ cho phòng ngự của cặp tiền vệ trung tâm
như là Hùng Dũng và Xuân Trường cũng là rất cần thiết. Hiệp 1 đã bước sang phút thứ 10. Cầu thủ Iraq có được thế trận có lẽ chỉ nhỉnh hơn một chút ít thôi so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và điều quan trọng là hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu tập trung. Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy. Ngoài khâu phòng ngự thì chúng ta chờ đợi nhiều vào tốc độ của Hồng Duy trong những tình huống tấn công. Duy mạnh, Hùng Dũng. Pha chạm bóng hơi dài của Hùng Dũng, nhưng sau đó là tình huống chạm bóng rất vừa phải của Bùi Tiến Dũng. Và đường chuyền của Phan Văn Đức. Cầu Phượng, Phan Văn Đức, Quang Hải. Cự ly của chúng ta trong tình huống vừa rồi chưa được như ý. Đó cũng là một điều có thể dễ hiểu khi đây là những phút đầu tiên của một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam góp mặt một giải đấu rất lớn. Phan Văn Đức đã bị phạm lỗi, một trong những người chơi tốt nhất kể từ đầu trận của đội tuyển Việt Nam. Sở đang sử dụng 2 trong tổng số 3 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của U23 Iraq ở vòng chung kết của U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm ngoái. Đó đều là những cầu thủ có khả năng chơi cơ hội tốt. Quang Hải không thể dứt điểm. Những cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của U23 Iraq đang có mặt trên sân, đó chính là Công Phượng và Phan Văn Đức, đều là những tình huống chớp thời cơ và dứt điểm rất nhanh và đẹp mắt. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Tiến Dũng đã trải qua rất nhiều những trận đấu cũng quan trọng và căng thẳng cùng với các đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam. Và hy vọng điều đó sẽ giúp cho cầu thủ áo số 4 của chúng ta sớm thích nghi. Ngày hôm nay thì Tiến Dũng vẫn là người đá trung tâm. Quế Ngọc Hải đá lệch trái, còn Duy Mạnh sẽ đá lệch phải. Trong khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc, thì đội tuyển Iraq đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Công Phượng! Công Phượng! Phan Văn Đức đang di chuyển. Phan Văn Đức có khả năng di chuyển tuyệt vời, nhưng đó là một tình huống diễn ra ở tốc độ rất cao. Vừa rồi là một bài phối hợp rất tốt của cầu thủ Việt Nam, nhưng đáng tiếc là đường chuyền cuối cùng của Công Phượng lại có lực hơi mạnh một chút, đã quá đà di chuyển của Phan Văn Đức. Đây là cơ hội dành cho tiền đạo Atli Kathim. Hussein, một pha đổi người rất tốt của Đặng Văn Lâm. Tập trung vào, đó là thông điệp mà Đặng Văn Lâm muốn ở các đồng đội của mình ở phía trên. Đúng là trong một trận đấu thuộc một giải đấu lớn như thế này thì chỉ cần một thoáng mất tập trung thôi là có thể dẫn tới những kết quả không như mong muốn. Và vừa rồi thì đội bạn đã dứt chân rất nhanh để thực hiện một cú ra chân. Và lại là một tình huống chúng ta phải rất tập trung, một tình huống bóng bổng. Đương nhiên, đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò của mình là tránh dẫn tới những quả phạt góc và các tình huống cố định ở trước khu vực 16-50. Vậy đó sẽ là những lợi thế rất lớn của các cầu thủ cao to bên phía đội tuyển Iraq. Nguy hiểm! Những gì chúng ta lường được đều đang được cầu thủ Iraq thể hiện, những pha bóng bổng. Và vừa rồi là tình huống đánh đầu của Ali Faez. Cú đá được thực hiện tốt bởi Hussein.
Trong đội hình của đội tuyển Iraq thì còn một cái tên Hussein khác rất quen thuộc, đó là Ayman Hussein. Cầu thủ đã từng ghi hai bàn vào lưới của đội tuyển U23 Việt Nam và có một hình ảnh tương đối giống với huyền thoại Younes Mahmoud. Nhưng hôm nay thì cầu thủ này không xuất hiện ngay từ đầu. Trường đã được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá chính trong cả hai trận đấu trước thềm Asian Cup. Đó là trận đấu gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và trận đấu với Philippines. Không bất ngờ khi tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Iraq tốt hơn so với chúng ta. Trọng Hoàng rất tốt, nỗ lực là của Hùng Dũng. Không được, bóng không tới được vị trí của Phạm Văn Đức. Rất hay, phạt cắt bóng tuyệt vời của Quế Ngọc Hải, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như Quế Ngọc Hải mới đang là người đá trung tâm hàng phòng ngự, còn Bùi Tiến Dũng đá lệch trái. Xuân Trường. Những pha xử lý trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 1 từ phía Công Phượng chưa thực sự tốt. Đây đang là thời điểm mà hàng phòng ngự của chúng ta được ưu tiên đặc biệt cho việc bảo vệ cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Phải nói rằng ở bảng đấu này nếu như có được điểm trước những đội tuyển như là Iraq hay Iran thì cơ hội để vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam sẽ là rất lớn. Đường chuyền của Phạm Văn Đức, Hồng Duy. Pha chồng cánh không thành công. Người đã ngăn cản được đường chuyền của Hồng Duy là hậu vệ cánh phải của đội tuyển Iraq Ali Lami. Những tình huống chồng biên, đặc biệt là bên phía cánh trái như vừa rồi là một trong những lối đá nhuyễn nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng được ở đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy, Hùng Dũng, Xuân Trường. Khác với nhiều đối thủ chúng ta đã gặp, Iraq không chơi pressing tầm cao. Và vì thế mà những pha phối hợp ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam xuất hiện nhiều hơn để nhằm kéo giãn đội hình của đối phương. Với chất lượng của đội hình hiện tại thì các cầu thủ Việt Nam của chúng ta không hề thua kém đối thủ về mặt kỹ thuật. Quang Hải đã bị đau. Tình huống phạm lỗi là của tiền vệ trung tâm Shafiq. Và như vậy là số 8 của đội tuyển Iraq cũng đã phải nhận thẻ vàng. Một điểm chung của hai đội khi mà cả hai cầu thủ mang áo số 8 đều đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Al Jassim. Trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 ở đầu trận của huấn luyện viên Katanek thì Shafiq và Hussein là một đội tiền vệ trung tâm. Tiền vệ phòng ngự của đội bóng này đó là số 7 Al Furaiji và đá cao nhất trên hàng tấn công đó là số 10 Ali Kathim. Quang Hải vẫn tiếp tục là một cái tên được kỳ vọng rất nhiều của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2019. Năm 2018 vừa qua là một năm chói sáng trong sự nghiệp của Quang Hải, cầu thủ sinh năm 1997. Anh giành quả bóng vàng Việt Nam và trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018 vừa qua thì anh có được thứ hạng thứ 15. Trọng Hoàng. Đường chuyền hơi vội và không có địa chỉ chính xác. Có vẻ như cần thêm một chút thời gian để Trọng Hoàng có được cảm giác tốt nhất. Ở một bảng đấu với những đối thủ rất mạnh như Iraq hay đặc biệt là Iran,
đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với một lịch thi đấu không thực sự quá thuận lợi khi chúng ta lần lượt gặp Iraq, Iran rồi sau đó mới gặp Yemen. Xuân Trường chạm bóng rất nhanh. Hùng Dũng, Phan Văn Đức. Phải nói là Iraq đã nghiên cứu kỹ và đánh giá rất cao lối chơi thiên về kỹ thuật của chúng ta nên họ đang đá với một đội hình thấp. Đường chuyền của Công Phước, quá rồi! Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của Quang Hải trong pha bóng vừa rồi là một tình huống ngả người bắt vô lề nhưng bóng đã đi quá tầm chân của anh. Một pha phối hợp rất có ý đồ và khá sắc của đội tuyển Việt Nam, chỉ tiếc là không được kết thúc với một tình huống dứt điểm. Nếu như là cầu thủ thuận chân phải thì đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Nhưng đáng tiếc anh lại là cầu thủ thuận chân trái và không thể thực hiện cú vô lề. Ý đồ là rất tốt. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 10 của đội bóng này Khadim phải nói là một gương mặt đáng gờm dù còn rất trẻ. Nguy hiểm, quá hay, áp sát. Đó liên tục là những tình huống phòng ngự tốt của chúng ta. Đầu tiên là Duy Mạnh và sau đó là sự bọc lót và phối hợp giữa Lâm và Hải. Sự xuất hiện đúng lúc của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã ngăn chặn được cú sút cực căng ở cái ly gần của tiền vệ Hussein. Tiền vệ áo số 16 của đội tuyển Iraq đang tỏ ra là một trong những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn. Bên cạnh sự xuất hiện cao nhất trên hàng tấn công của tiền đạo Ali Karim. Gần một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua và tỷ số trên sân JS Sports City vẫn đang là không đều. Hồng Duy, Phạm Văn Đức, Quang Hải đang được hoạt động rất rộng và thoải mái trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng, Quang ơi! Hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq đó là Haddad đã đọc được ý đồ trong tình huống đi bóng vừa rồi của Trọng Hoàng. Vừa rồi là một tình huống mà Duy Mạnh cũng dâng lên rất cao. Khi cần thì đội tuyển Việt Nam có thể đẩy cao đội hình và chơi pressing với đối phương. Đã rất nhiều lần chúng ta thành công trong những tình huống như vậy. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 là một sơ đồ nếu như có đầy đủ được những nhân tố cần thiết cho việc vận dụng sơ đồ này sẽ rất lợi hại trong khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng như khi cần thiết thực hiện những tình huống phản công. Ibrahim, Ali Faiz, Haddad, việt vị rồi. Người đã bị bắt việt vị là tiền vệ cánh trái Ali Anan. Chúng ta thấy diện mạo bên ngoài của huấn luyện viên Srejko Katanec gần giống với Ivan Perisic của đội tuyển Croatia. Trước trận đấu, huấn luyện viên Katanec rất tự tin vào việc đội bóng của ông sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy là hơn nửa hiệp 1 đã trôi qua. Đội tuyển Iraq đang gặp những khó khăn nhất định trước đội tuyển Việt Nam cũng ra sân với một tâm lý đầy tự tin. Chúng ta vừa theo dõi lại pha xử lý xuất sắc của Duy Mạnh. Tình huống cắt bóng quá hay, nếu không thì bóng đã tới vị trí của tiền đạo Iraq. Và khi đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Quang Hải, vị trí của Phan Văn Đức và Quang Hải liên tục được hoán đổi cho nhau. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Công Phước vào không. Chúng ta cần phát huy được những tình huống phối hợp xẻ nách vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq và chúng ta đã thành công. Vẻ mặt đầy ngơ ngác của trung vệ Ali Faiz đủ để hiểu rằng là các cầu thủ Iraq đã bất ngờ như thế nào trong tình huống phối hợp tấn công này của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại, không hề việt vị, pha di chuyển rất khôn ngoan của Công Phượng. Và đây là một bàn thắng có phần may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta.
May mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta vừa hay lại vừa may. Chúng ta đã đánh vào đúng điểm yếu của đối phương. Đó là sự vụng về. Có lẽ đây sẽ là bàn tính cho pha đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faes. Nhưng phải nói rằng Công Phượng cũng đóng góp rất lớn công trong tình huống này, với một tình huống băng vào rất nhanh ở trong khu vực 16m50. Và bây giờ thì lại thêm một bất ngờ nữa đã xảy ra tại vòng chung kết của Asian Cup năm nay. Đó là lý do mà ông Park Hang-seo không sử dụng một tiền đạo số 9 thực thụ, để sử dụng Công Phượng ngay từ đầu và là người đá cao nhất. Một sự khởi đầu như mơ của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Asian Cup. Nguy hiểm. Duy Mạnh đang bị đau. Trong những trận đấu như thế này thì các cầu thủ của chúng ta sẽ rất dễ phải nhận những tình huống đau đớn ở trên sân. Ở giải U23 châu Á thì có trận đấu cuộc đối đầu với Qatar, Duy Mạnh còn đổ máu và phải rời sân. Máu có lẽ cũng đã chảy trong tình huống va chạm vừa rồi của trung vệ Đỗ Duy Mạnh đối với tiền đạo Ali Kadim. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng đầy may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha lóng ngóng đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faes. Pha phập trung lộ đầy bất ngờ và một tốc độ băng vào cực nhanh của Công Phượng đã khiến cho trung vệ máu số 5 của đội tuyển Iraq đã không có được sự bình tĩnh trong pha xử lý của mình và đưa bóng về lưới nhà. Đó cũng không phải là một tình huống mà thủ thành Hassan đã có một pha băng ra xuất sắc. Và chúng ta lại được thấy những hình ảnh tuyệt vời dù ở bất kỳ nơi đâu, Hường Châu, Indonesia, Malaysia, Philippines hay bây giờ là UAE, vẫn luôn là những khán đài đỏ rực. Sau pha va chạm vừa rồi thì Đỗ Duy Mạnh đã bị đau. Máu đã chảy ở trên mặt của anh và sẽ cần phải có bồng để thấm và ngăn cản máu chảy trên gương mặt của trung vệ mang áo số 2 này. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý như ông Lương Đình Tuấn và ông Lee Jong-jin đã phải tính tới những phương án nếu như Duy Mạnh không thể tiếp tục thi đấu được nữa thì phải cần có sự thay đổi người bất đắc dĩ ngay trong hiệp 1. Và cái tên có lẽ đang được nhắm tới nếu như Duy Mạnh không thể thi đấu được nữa đó chính là Thành Trung. Có lẽ không chỉ là phương án cho việc thay thế Duy Mạnh trong trường hợp xấu nhất mà còn là cả những phương án để giúp chúng ta duy trì thế trận tốt hiện tại, cũng như để cho Công Phượng có thể khai thác tốt hơn khả năng của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Lee Jung-jin và đội ngũ của mình có lẽ đã nhận ra sự vụng về của các trung vệ bên phía đội tuyển Iraq. Có thể họ có tới 8 cầu thủ cao trên 1m8 nhưng chưa chắc đã phải là những người nhanh nhẹn và đọc tình huống hay. Và cho đến lúc này thì phần lớn những tình huống xử lý nhanh khéo của chúng ta đều mang đến hiệu quả, mà bàn thắng là một thành quả xứng đáng. Nói ít làm nhiều có lẽ là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn gửi gắm tới huấn luyện viên Katanek của đội tuyển Iraq. Trong khi đội tuyển của chúng ta, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải có những phát biểu rất khiêm tốn ở cuộc báo trước khi trận đấu diễn ra, thì huấn luyện viên Katanek lại có những phát biểu có vẻ như coi thường đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Tiến Dũng. Cho đến lúc này thì Tiến Dũng đang có một sự hòa nhập rất nhanh. Đội bạn đã trở lại với những tình huống bóng dài. Alami. Pha đánh đầu của Xuân Trường. Lỗi của đội tuyển Iraq. Cầu thủ đã bị trọng tài thổi phạt trong pha bóng vừa rồi là tiền vệ phòng ngự của đội bóng áo trắng Al-Foraizi. Đúng là về thể lực và về kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam của chúng ta không hề thua kém so với đối thủ, nếu không muốn nói là thậm chí còn có nhiều tình huống nhỉnh hơn. Điểm vượt trội của cầu thủ Iraq đó chính là ở chiều cao. Nhưng đến thời điểm này thì các tình huống bóng bổng và bóng dài của tuyển Iraq vẫn chưa phát huy được tác dụng. Khi cần thì các cầu thủ chúng ta cũng sẵn sàng áp sát.
Cái hay của sơ đồ 3-4-3 là giúp cho đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh. Hai cầu thủ đá lệch biên gồm Hồng Duy và Trọng Hoàng có thể dâng cao tham gia vào mặt trận tấn công, nhưng khi cần cũng rút về rất nhanh để tạo ra một hàng phòng ngự có số đông. Huấn luyện viên Park Hang-seo lại tiếp tục cho thấy sự có lý của mình khi sử dụng nhân sự trong trận đấu ngày hôm nay. Hai cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam đóng góp vào bàn mở tỷ số đến thời điểm này chính là những người đã ghi bàn vào lưới của U23 Iraq ở tứ kết của giải U23 châu Á hồi đầu năm ngoái. Rất hay! Pha phối hợp cực kỳ tự tin của đội tuyển Việt Nam. Đó là pha cắt bóng xuất sắc của Bùi Tiến Dũng. Hồng Duy. Người vừa chuyền bóng là Hussein. Quả đá phạt góc cho đội bạn. Trước một đối thủ có chiều cao tốt như thế này thì khả năng đọc tình huống của các hậu vệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trung vệ Ali Faes đã có mặt trong khu vực 16-50, rất muốn đoái công chuộc tội. Quả đá phạt góc của Ali Adnan lại là pha chọn vị trí đúng, rất đúng lúc nữa của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cho đến này thì ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều đang chơi tập trung và có những pha giải nguy xuất sắc. Nguy hiểm. Cú phá bóng cuối cùng có lẽ là của Duy Mạnh. Trọng Hoàng đã nhanh hơn. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Đường chuyền hơi non của Quang Hải tới vị trí của Công Phượng. Vừa rồi thì Trọng Hoàng đã bị phạm lỗi, nhưng trọng tài Al Jassim đã quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng khép lợi thế. Đáng tiếc là chúng ta đã không thể triển khai được một tình huống tấn công nguy hiểm. Duy Mạnh đã rất khôn ngoan trong tình huống này. Khi mà cảm thấy Đặng Văn Lâm ở một vị trí không còn an toàn để bắt bóng thì Duy Mạnh quyết định phá bóng, dù trước đó ý đồ của Duy Mạnh là rất rõ ràng, che chắn để Văn Lâm cắt tình huống tấn công của đối phương. Xuân Trường là người đoạt bóng, một tình huống xử lý hay, nhưng khi có tới hai cầu thủ đối phương áp sát thì chúng ta không còn duy trì được quyền kiểm soát của mình. Có lẽ là Quang Hải là người vừa bị thổi phạt. Vẻ mặt đã không thể che giấu được sự thất vọng của huấn luyện viên Sreiko Katanek. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà cú dứt điểm của tiền đạo Mohanat đã đập vào người của Duy Mạnh. Đó là sở trường của Văn Lâm. Trên sân lúc này của đội tuyển Việt Nam thì chỉ có Văn Lâm, Duy Mạnh và Ngọc Hải là có chiều cao từ 1m8 mà thôi. Nguy hiểm quá! Không vào! Đó là cú dứt điểm của số 10 Kadim. Vừa rồi là tình huống xử lý lỗi thứ hai kể từ đầu trận của Xuân Trường. Rất may là trong pha bóng này, Mohanat Ali Kadim đã dứt điểm bóng ăn ra má ngoài chân phải và đi chệch khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sức ép rất lớn mà cầu thủ Iraq tạo ra khiến cho những pha xử lý của cầu thủ Việt Nam không có được sự chuẩn xác cao. Sau tình huống pha bóng không tốt của Xuân Trường thì ngay sau đó Duy Mạnh cùng các đồng đội cũng đã xử lý không an toàn, rất nguy hiểm. Adin. Tỷ số đã là 1-1 dành cho cầu thủ Iraq. Một sai lầm ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và đến phút thứ 35,
Tiền đạo Mohanad Karim đã mang về bàn gỡ hòa dành cho cao thủ Iraq. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì hai đội sẽ trở lại vạch xuất phát. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Lần này là pha xử lý không chắc chắn của Đỗ Duy Mạnh. Và tiền đạo của đội tuyển Iraq Mohanad Ali Karim đã chấp thời cơ rất tốt. Pha xử lý chính xác ở tốc độ cao và không có cơ hội dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam đã bị mất tuyến giữa trong ít phút vừa rồi. Nhưng phải nói đây là một pha xử lý hay của một cầu thủ còn rất trẻ của đội tuyển Iraq. Cầu thủ mới 18 tuổi. Như vậy là cũng giống như trận đấu ở giải U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số trước rồi lại để cho Iraq gỡ hòa. Đường chuyền dài của Xuân Trường, Hồng Duy, Xuân Trường, Quang Hải, Phạm Văn Đức, Công Phượng, Phạm Văn Đức thảo quả bóng vào khoảng trống giữa hai trung vệ của đội tuyển Iraq. Những pha phối hợp trung lộ ở tốc độ nhanh của đội tuyển Việt Nam đang tỏ ra rất nguy hiểm. Đường chuyền của Hồng Duy, Phạm Văn Đức, lỗi là của Ibrahim. Bàn thắng thứ hai đang ở rất gần đội tuyển Việt Nam của chúng ta với những cơ hội làm cho hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq phải giật mình. Lần này, trung vệ Ali Fayez đã kịp thời xử lý và phá bóng ngay trước mũi giày của Công Phượng. Đây là Basha, một trong những thành viên của đội tuyển U23 Iraq đã phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam của chúng ta cách đây một năm. Ở giải đấu này thì huấn luyện viên Katarek sử dụng 7 cầu thủ đã có mặt trong đội hình của đội tuyển U23 Iraq ở giải đấu tại Trung Quốc cách đây một năm. Và Basha, cầu thủ vừa vào sân, là một trong số đó. Người bị phạm lỗi là Trọng Hoàng. Một tình huống mà Trọng Hoàng đã bó vào trong. Safa Hadi, tiền vệ trung tâm của đội bóng áo trắng, là một trong những cầu thủ di chuyển rất linh hoạt. Xuân Trường đã phạt. Trở bóng ổn tới vị trí của Quế Ngọc Hải, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng đã từng ghi bàn vào lưới của U23 Iraq, thậm chí là trong hai tình huống đá phạt góc. Bàn thắng của Công Phượng vào lưới của U23 Iraq cũng đến từ một quả đá phạt góc. Và sang hiệp phụ là bàn thắng của Đức Trinh. Trước một đối thủ như đội tuyển quốc gia Iraq thì những tình huống đá phạt như thế này là không nhiều. Đây là lần đầu tiên chúng ta được hưởng một quả đá phạt góc như vậy. Thường thì nếu có Đoàn Văn Hậu ở trên sân, những quả bóng thường hướng tới vị trí của cầu thủ áo số 5 có chiều cao 1m85. Đây đã là lần thứ 3 tiền vệ phòng ngự Al-Farazi của đội tuyển Iraq bị trọng tài nhắc nhở. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống dàn xếp đá phạt này của đội tuyển Việt Nam. Là những gì tốt nhất các cầu thủ chúng ta có thể làm. Pha vào bóng của Bùi Tiến Dũng. Người đã băng vào để đón quả đá phạt góc của Xuân Trường là Duy Mạnh. Fayez đang có dấu hiệu bị đau.
Ông Katanes đã thực hiện một sự thay đổi người đến lúc này. Người ngồi giữa là Imran Hussein. Imran Hussein có chiều cao từ 1m88 và có khả năng ghi bàn linh hoạt, nhưng lúc này không thể cạnh tranh được vị trí với Karim, người đã có bàn thắng gỡ hòa mùa đều cho đội tuyển Iraq với những pha xử lý vừa khéo léo vừa có tốc độ. Mohanad Karim, người ghi bàn gỡ hòa một đều cho đội tuyển Iraq, năm nay mới 18 tuổi và là một trong những chân sút đầy triển vọng của đội tuyển Iraq. Đó cũng là một trong hai cầu thủ trẻ nhất tại giải đấu lần này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại Asian Cup 2019 và Iraq là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và chúng ta vẫn đang thấy những tín hiệu rất lạc quan trong lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng, cái người rất khôn ngoan. Quang Hải, quá tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng dứt điểm. Sự khéo léo và những tình huống xâm nhập đầy bất ngờ đã mang đến sự bùng nổ ở JS Sports City. Bàn thắng vừa rồi của Công Phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Đây là một pha bóng mà ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn. Đầu tiên là đường kiến tạo, đường truyền của Quang Hải dành cho Trọng Hoàng. Sau đó là một tình huống đột phá trung lộ và dứt điểm đầy bất ngờ, và Công Phượng trong tình huống băng vào sút bồi đã không bỏ lỡ cơ hội để lần thứ hai trong trận đấu đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vừa lên dẫn bàn. Biến ảo, đó là những gì chúng ta có thể nói về bàn thắng này. Cái cách mà Quang Hải thả đường bóng sang bên phía cánh phải để Trọng Hoàng băng xuống và Trọng Hoàng xâm nhập vào khu vực cấm địa đối phương, xử lý khéo léo. Công Phượng ngày hôm nay đang cho thấy vai trò của một tiền đạo cắm thực thụ. Đó một nét mới mà ông Park Hang-seo đang trao cho số 10 của mình ở một giải đấu mà Công Phượng đã trở lại với số áo quen thuộc. Nhưng chúng ta sẽ vẫn phải rất tập trung, đặc biệt là khâu phòng ngự. Sau bài học từ bàn thua trong hiệp đấu này. Cú phá bóng lên là của Quang Hải. Quang Hải thực sự là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Có thể anh không ghi bàn, nhưng Quang Hải là một trong những cầu thủ kiến tạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Và vừa rồi, cũng từ một tình huống triển khai tấn công của anh, bóng đã tới chân của Trọng Hoàng và pha xử lý của hậu vệ cánh phải này đã mang tới bất ngờ đối với thủ môn và hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Và người được hưởng lợi cuối cùng đó chính là Công Phượng. Quang Hải đang hút được nhiều cầu thủ của đối phương để mở ra những khoảng trống. Nhưng rõ ràng là ông Park Hang-seo đã có những tính toán quá hay. Một pha dứt điểm xuất sắc của Công Phượng dù anh đã phải đối mặt với sự đeo bám quyết liệt của Ibrahim. Một tình huống 50-50, nhưng cú phá bóng của Ibrahim lại đi đúng vào gầm giày của Công Phượng. Hồng Duy, chúng ta không hề bị nao núng, không bị mất tinh thần sau khi bị gỡ hòa. Đó là một điểm cộng của đội tuyển Việt Nam. Một trong những người mà Công Phượng đến chia vui đầu tiên sau bàn thắng chính là Duy Mạnh. Đó cũng là một tinh thần của đội tuyển Việt Nam, luôn tạo ra một không khí đoàn kết trong toàn đội. Các cầu thủ cùng nắm tay nhau tạo nên những kỳ tích.
cùng vực nhau dậy sau những điều không như mong muốn. Và bây giờ đang giúp cho đội bóng của chúng ta có được một sự khởi đầu như mơ. Đây là giải đấu đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam tham dự với tư cách là một đội vượt qua vòng loại. Năm 2007 chúng ta tham dự với tư cách là một trong bốn đội chủ nhà. Asian Cup đầu tiên của tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên rồi, và đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Iraq, nhà vô địch năm 2007 với tỷ số 2-1. Thời gian bù giờ của hiệp 1 trận đấu là 3 phút. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang có được một thế trận, đã có được một kết quả thực sự làm hài lòng người hâm mộ. Được chuyền lên của Tiến Dũng. Rất nhanh. Được chuyền của Phạm Văn Đức, Quang Hải. Xuân Trường. Rất tốt. Cầu Phượng. Sự khéo léo, những tình huống xử lý cá nhân xuất sắc của những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời như Quang Hải, như Cầu Phượng hay như Phạm Văn Đức đang có đất để phát huy trước một đối thủ chơi tương đối vụng về như các hậu vệ, trung vệ của đội tuyển Iraq. Furaizi, Ali Adnan, Cầu Phượng. Trọng tài xác định không có lỗi của Furaizi. Tập trung vào. Chúng ta có thể nghe thấy những tiếng gào thét của các trợ lý ông Park Hang-seo. Bài học từ bàn thua, từ những lần mất tập trung sau khi chúng ta chơi hào hứng vẫn còn đó. Và việc bảo vệ được thành quả sau hiệp đấu đầu tiên này là vô cùng quan trọng để có những toàn tính cho hiệp đấu thứ hai. Chúng ta vẫn có những tiền vệ trung tâm có thể giúp cho khâu phòng ngự chắc chắn hơn. Nhưng đó là khi chúng ta có được kết quả tốt. Vừa rồi thật khó hiểu khi mà trọng tài không thổi phạt đối với cầu thủ Hussein của đội tuyển Iraq. Trong Hoàng là người có lợi thế, anh cài người và bị đẩy từ phía sau. Nhưng trọng tài lại không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Ali Adnan. Mohanat. Đã hết 3 phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Hồng Dũng, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng. Sau pha bóng này, tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên sẽ vang lên chăng? Cầu Phượng có thể áp sát. Chỉ còn ít giây nữa là 3 phút bù giờ sẽ kết thúc. Vẫn chưa hết. Văn Lâm. Rất tốt. Và lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã vang lên. Đó là một hiệp đấu có những sai sót, đã có bàn thua, nhưng vẫn là một hiệp đấu như mơ với đội bóng của chúng ta khi chúng ta có được hai bàn thắng, một tình huống đá phản của đối phương và một tình huống trực tiếp lập công của Công Phượng. Đó là những tình huống mà dấu giày của Công Phượng là rất rõ ràng, nhưng đó là thành quả của một lối chơi tập thể hợp lý và những toàn tính chính xác của huấn luyện Park Hang-seo. Hy vọng điều đó sẽ tiếp tục được duy trì để chúng ta có thể có được một khởi đầu như mơ tại giải đấu rất khó khăn như giải vô địch châu. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân vận động JS Sports City ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và hướng sự chú ý tới hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam chúng ta tại bảng D vòng chung kết Asian Cup năm 2019 gặp đội tuyển Iraq. Hiệp 1 đã diễn ra với một kết quả rất bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã kết thúc hiệp đấu với lợi thế dẫn bàn 2-1 và đã có hai lần dẫn bàn trước đối thủ mạnh của bảng đấu. Trong hiệp 2 của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Và hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu.
Hy vọng là trong hiệp 2 đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần thi đấu và sự tự tin giống như những gì mà chúng ta đã làm được trong hiệp đấu đầu tiên. Trên đường tiến ra sân để chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai thì huấn luyện viên Park Hang-seo lại kéo Công Phượng về phía mình và có những chỉ đạo dành cho tiền đạo mang số 10. Pha lên bóng của đội tuyển Iraq nguy hiểm, liên tục là những tình huống xâm nhập của hai tiền đạo có chiều cao tốt, và vừa rồi là tình huống xâm nhập của Geny. Phanh đầu phá bóng của Quế Ngọc Hải. Lỗi việt vị, có lẽ một tình huống để bóng chạm tay của Geny. Cũng giống như hiệp 1, đội tuyển Iraq đã ngay lập tức tràn sang bên phần sân của đội tuyển Việt Nam để gây sức ép, và đầu hiệp 2 thậm chí là sức ép cần phải lớn hơn vì đội tuyển Iraq ở thế cửa trên nhưng đã bị dẫn bàn. Đúng là như vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ đối phương trong hiệp đấu thứ hai này. Vai trò của Hùng Dũng và Xuân Trường trong những phút sắp tới lại càng trở nên quan trọng hơn. Mặt trận tấn công đang được đội tuyển Việt Nam thực hiện rất tốt và các cầu thủ chúng ta đang phát huy được đúng những phẩm chất là sở trường của mình để khai thác hàng phòng ngự đối phương. Tại giải vô địch quốc gia Việt Nam, giải V-League, thì Hùng Dũng là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong 3 mùa giải trở lại đây. Và anh là một cầu thủ có giá trị ở cả khâu phòng ngự cũng như tấn công, cũng như là tranh cướp bóng ở tuyến giữa. Akurazi, cú sút đúng vào vị trí của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cú dứt điểm đầu tiên của tiền vệ phòng ngự mặc áo số 7 bên phía đội tuyển Iraq kể từ đầu trận. Ngoại trừ tình huống mà tiền đạo của đối phương đã đối mặt thì cho đến lúc này Đặng Văn Lâm đều giải nguy thành công những pha dứt điểm khác. Nhưng chúng ta cần phải hạn chế những tình huống sai lầm như vừa rồi. Duy Mạnh buộc phải phạm lỗi. Sau khi xử lý không như ý, Duy Mạnh đã buộc phải phạm lỗi với Barca. Thẻ vàng vừa rồi là thẻ vàng thứ 3 trong trận đấu mà trọng tài người Qatar, ông Al-Jassim rút ra, trong đó có 2 thẻ vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài Duy Mạnh thì trong hiệp 1, Trọng Hoàng là người phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu, và cầu thủ phải nhận thẻ vàng bên phía đội tuyển Iraq trong hiệp 1 đó chính là tiền vệ số 8 Shafiq. Thêm một tình huống cố định nữa cho đội bóng áo trắng. Không việt vị. Tiếng còi vang lên hơi chậm. Góc máy này thì đã cho thấy quyết định của trọng tài là chính xác. Đây là pha bóng mà có tới 2 cầu thủ của đội tuyển Iraq đã bị rơi vào bẫy việt vị của đội tuyển Việt Nam. Ngoài cầu thủ bị thổi phạt việt vị là Ali Adnan, thì người thi đấu ở cánh đối diện với anh, tiền vệ cánh phải Geny, cũng đã ở trong tư thế việt vị. Faes Ibrahim, dù là những trung vệ có chiều cao rất tốt nhưng sự bọc lót và đọc tình huống của bộ đôi trung vệ Ibrahim và Faes là không tốt. Bằng chứng là trong hiệp 1 chúng ta đã có những pha phối hợp xâm nhập vòng cấm và kiến tạo những cơ hội nguy hiểm dành cho Công Phượng. Được chuyển sai địa chỉ của đội tuyển Việt Nam. Ali Adnan. Nguy hiểm. Liên tiếp là những tình huống cản phá của Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Vẫn
không có được sự tập trung ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong những phút vừa qua. Đây là điều đã xảy ra trước khi chúng ta phải đón nhận bàn thua để cho đối thủ cơ hòa một đều trong hiệp 1, và huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải có những sự điều chỉnh, đặc biệt là ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường, Công Phượng. Đội hình của chúng ta vẫn đang có những cầu thủ đá tốt ở khu vực giữa sân như Đức Huy, Huy Hùng hay mặt trận tấn công là Minh Vương. Nhưng để cho đối phương có những cơ hội ở tuyến giữa cũng có nghĩa là ông Park Hang-seo đang chấp nhận một canh bạc. Chúng ta có thể phải đối mặt với những tình huống dứt điểm, những tình huống áp đảo của đối phương. Nhưng chúng ta cũng có thể có những khoảng trống ở phía trên khi đối phương mải mê dâng cao và tìm kiếm bàn thắng. Ở AFF Cup thì trong trận đấu với Malaysia, đặc biệt là trận đấu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Chuyền vừa rồi là của Walid, hậu vệ cánh phải của đội tuyển Iraq, trong một thế trận mà đội bóng áo trắng cần phải dâng cao tấn công trong những phút vừa qua liên tục có mặt bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Pha giải nguy cuối cùng là của Quế Ngọc Hải. Tình huống bọc lót quá tốt của hai cầu thủ trung vệ của chúng ta. Quế Ngọc Hải đã kịp thời hỗ trợ cho Bùi Tiến Dũng. Rất may là không có tiền đạo áo trắng nào băng vào và Văn Lâm đã đổ người kịp thời. Một quả ném biên có ý đồ rõ ràng để hướng quả bóng từ vị trí của Geny. Tiền đạo cao 1m84. Với chiều cao rất tốt của mình thì những quả phạt góc, những quả ném biên sát với khu vực 16m50 và các tình huống đá phạt cố định trước khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam đều trở thành những pha bóng nguy hiểm dành cho đội tuyển Iraq. Đội tuyển Việt Nam trông chờ vào những tình huống cắt bóng như thế này. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, rất hay. Tình huống Dũng đã có một pha đọc tình huống tốt. Đội tuyển Iraq chuẩn bị có sự thay đổi người thứ hai, và trong thế trận như thế này thì cũng không có gì ngạc nhiên khi mà huấn luyện viên Katanic lại tiếp tục có những sự điều chỉnh để gia tăng sức tấn công. Cầu thủ chuẩn bị vào sân đó là tiền vệ màu số 11 Humam Faraiz. Hussein không kịp ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Không biết là liệu tiền vệ cánh trái Ali Anan có phải là người rời sân để nhường vị trí cho Humam Faraiz hay không. Walid. Pha xử lý vừa rồi là của Basha. Đã có va chạm giữa anh với Lương Xuân Trường nhưng trọng tài vẫn đang cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Harap. Ali Faiz, Basha, Xuân Trường, pha đoạt bóng rất hay, Công Phượng đã di chuyển, vẫn là Xuân Trường, Công Phượng, cú dứt điểm. Công Phượng đã dứt điểm ở tư thế không còn thuận lợi nữa. Đó cũng là một trong những lý do mà ông Park Hang-seo đang chấp nhận có những sự mạo hiểm nhất định ở tuyến giữa. Hùng Dũng, Phạm Văn Đức, Công Phượng, vẫn là Công Phượng, rất hay.
Trong những phát biểu của mình, Công Phượng là người thừa nhận có thể anh là người di chuyển không bóng, không tốt với các đồng đội, nhưng khi có bóng ở trong chân thì anh luôn tìm ra được cảm hứng với những sự đột phá của mình. Chúng ta thấy Công Phượng chính là người có khả năng cầm bóng, xử lý kỹ thuật và qua người tự tin nhất bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Dù trước mắt là những trung vệ rất to cao, những hậu vệ rất to cao của đội tuyển Iraq. Ibrahim, Ali Faes. Hơn 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua và đội tuyển Iraq vẫn đang bế tắc để tìm kiếm mảnh lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Walid. Cự ly đội hình của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được bố trí khá tốt. Rất hay. Xuân Trường chuyển hướng cho Quang Hải. Công Phượng vẫn còn. Hai pha khống chế không được như ý của Quang Hải và Công Phượng. Nhưng chúng ta đang đặt rất nhiều vào những tình huống cắt bóng ở tuyến giữa và mở những pha lên bóng nhanh để làm đối phương bất ngờ. Không biết có phải là mặt sân Jaya Sports City có cỏ cắt quá ngắn hay không, mà chúng ta đang thấy đang có những vấn đề về cảm giác bóng đối với cầu thủ cả hai bên. Bên phía đội tuyển Việt Nam, ngoài những pha xử lý với cảm giác không tốt của Công Phượng hay Quang Hải, thì chúng ta còn thấy ở những tình huống ở hàng phòng ngự, trong đó có những pha xử lý của Duy Mạnh không kịp. Bóng được chuyển rất dài lên phía trên dành cho chân sút Mohanad Kadim. Số 10 của đội tuyển Việt Nam vẫn đang là cái tên thi đấu nổi bật nhất ở trong sân. Sự nuối tiếc của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà Công Phượng đã có cơ hội để ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu. Một pha đoạt bóng và kiến tạo khá tốt của Lương Xuân Trường. Như vậy là tiền vệ mang áo số 8 Osama Swafik là người rời sân để nhường vị trí cho tiền vệ mang áo số 11 Human Farais. Xuân Trường khả năng tranh cướp bóng ở hiệp 2 của Lương Xuân Trường đã được cải thiện hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Quế Ngọc Hải rất chính xác. Xuân Trường, Duy Mạnh, cơ hội phản công dành cho cao thủ Iraq. Không có gì khó khăn, nhưng chúng ta cũng thấy là đội bạn cũng có những pha lên bóng ở tốc độ rất cao. Và nếu như khi đội tuyển Việt Nam đã dồn tuyến để tạo nên số đông trên mặt trận tấn công và không kịp lui về tham gia phòng ngự thì khó khăn cũng sẽ đến như trong tình huống vừa rồi. Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải có khả năng chuyền dài tốt. Hồng Duy. Chúng ta nghe rất rõ những tiếng chỉ đạo của trợ lý huấn viên Lưu Đình Tuấn. Hỗ trợ cho nhau, đó là cách chơi của đội tuyển Việt Nam để hóa giải những cầu thủ có chiều cao tốt. Rất nguy hiểm. Tuyệt vời. Đội bạn đã có bàn thắng. Sự áp sát của đội tuyển Iraq đã giúp cho họ có bàn thắng thứ hai. Cầu thủ vừa vào sân thay người Human Farais là người đã chớp thời cơ để giúp cho đội tuyển Iraq lần thứ hai trong trận đấu gỡ hòa. Vẫn là một cách đá quen thuộc, treo bóng bổng vào trong, áp sát. Hơi tiếc khi trong tình huống này chúng ta không đủ nhanh
để giải nguy. Những cố gắng của Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải sau đó không thể ngăn cản được pha dài ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Iraq. Cú đá quá căng. Một lần nữa đội bạn lại có bàn thắng. Hùng Dũng, Công Phượng. Trong trận đấu đến thời điểm này thì chúng ta chưa một lần bị dân bàn ở hiệp đấu đầu tiên. Sau khi bị gỡ hòa một đều, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn được duy trì tốt và nó giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng thứ hai. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi sẽ có thêm một lần nữa chúng ta lại vươn lên dẫn bàn. Đường chuyền của Faes. Hồng Duy. Pha phối hợp giữa Farai và Basha. Đây là Walid. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Đây mới chỉ là phút thứ 62. Nếu tính cả thời gian đã bù giờ, có lẽ là còn khoảng 30 phút nữa trận đấu mới khép lại. Và trong bóng đá thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Trước khi trận đấu diễn ra, hiếm ai có thể nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta hai lần vươn lên dẫn bàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, đó là đội tuyển Iraq. Nhưng điều đó đã xảy ra. Pha xử lý của Hùng Dũng. Đó là pha xử lý hay. Công Phượng. Lỗi rồi. Một pha xử lý rất kỹ thuật của Hồng Duy và buộc pha dài phải phạm lỗi. Cuộc đối đầu giữa Iraq và Việt Nam có lẽ là trận đấu hay nhất cho đến lúc này của Asian Cup 2019. Công Phượng sẽ nhường vị trí cho Đức Trình, một người cũng đã từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển U23 Iraq. Có thể sẽ là một phương án tấn công mới khi Công Phượng nhường vị trí cho Đức Trình. 62 phút ở trên sân của Công Phượng ngày hôm nay là rất tuyệt vời, khi tiền đạo mang áo số 10 để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng. Một pha ghi bàn trực tiếp và một tình huống gây áp lực để buộc đối phương đá phản lưới nhà. Vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt với Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh là tiền đạo có thể hình tốt nhất trong số các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú này. Pha giải nguy đúng lúc là của Duy Mạnh. Và sau đó là Hùng Dũng. Cú phá bóng của Quế Ngọc Hải. Đó là Duy Mạnh. Huy Hùng cũng sẽ góp mặt. Huấn luyện Park Hang-seo sẽ củng cố tuyến giữa. Và người nhường vị trí là Xuân Trường. Hiệp đấu thứ hai, Lương Xuân Trường đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1. Nhưng đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải cải thiện được khả năng chơi cướp bóng ở giữa sân của đội tuyển Việt Nam. Và đó là lý do tại sao Huy Hùng là người được tung vào sân để sát cánh cùng với Hùng Dũng. Ở giải đấu lần này thì số áo của Huy Hùng là số 7. Còn ở AFF Cup thì số áo của tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam là 29. Tiến Dũng mang đến cho chúng ta một sự tự tin trong những khâu phòng ngự với pha xử lý vừa rồi.
Cuộc rượt đuổi tỷ số ngày hôm nay rất giống cuộc rượt đuổi gần một năm về trước ở giải U23 châu Á. Walid, Huy Hùng, pha trả bóng đầu tiên của Huy Hùng, xoay trục rất hay. Hồng Duy. Hùng Dũng. Dù là tiền đạo rất rời mình và cao to của đội tuyển Việt Nam, nhưng khi đứng cạnh các trung vệ như là Ali Fares hay Ibrahim thì Đức Trình vẫn là người bị thất thế. Chúng ta cùng xem lại pha bóng lộn xộn dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 2-2 của đội tuyển Iraq. Công đầu tiên thuộc về người đã gỡ hòa 1-1 trong hiệp 1 cho đội bóng áo trắng, đó là Mohanad Kadim. Và sau đó cầu thủ vừa vào sân thay người, đó là Farai, đã chấp thời cơ rất nhanh, đã có động tác cùi trỏ của tiền vệ cánh trái Ali Anan. Farai. Một tình huống hỗ trợ phòng ngự tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và cài người khôn ngoan của anh khiến cho pha băng lên của Walid đã không thể gây nguy hiểm với khung thành của thủ môn Văn Lâm. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Những tình huống thua như chúng ta phải nhận ở trận đấu này cũng đã được chúng ta phân tích rất nhiều rồi. Đường chuyền của Quang Hải, Đức Trinh. Những pha bóng như vậy có thể sẽ giúp cho Đức Trinh phát huy được sở trường của mình. Can lướt. Và có những pha băng tốc ở tốc độ cao. Với việc rút Công Phượng ra ngoài sân và tung Đức Trinh vào sân, huấn luyện Park Hang-seo vẫn hy vọng vào khả năng và cái duyên ghi bàn bóng bổng của Đức Trinh giống như anh đã làm được cách đây một năm. Bàn thắng ở trong thời gian hiệp phụ mà Đức Trinh ghi được đã giúp cho đội tuyển Việt Nam rất bàn trước đội tuyển U23 Iraq. Ali Kadim đúng là một tài năng sáng giá của bóng đá Iraq. Thể hình tốt và lối chơi rất hiện đại. Không nhiều tiền đạo có thể dứt điểm trong một tình huống khó như thế này. Pha trả bóng tinh tế của Quang Hải. Huy Hùng. Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam đang tạo ra một thế trận chắc chắn hơn, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào sự bùng nổ. Sự hiệu quả được thể hiện rõ với những con số chúng ta đang thấy. Phan Văn Đức. Hồng Duy đang di chuyển những cú đá ngay của Phan Văn Đức. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 thì chúng ta thấy là đội tuyển Iraq cũng không dám mạo hiểm thi đấu với một đội hình quá cao như trước nữa. Và đó cũng chính là cơ hội để cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai được những tình huống tấn công rõ ràng hơn về phía khung thành của thủ môn Zalan Hachim. Từ một tình huống phạt góc,
Tại giải U23 châu Á, Hà Đức Chinh đã đầu ghi bàn vào lưới của U23 Iraq và lần này liệu cái duyên sẽ tiếp tục đến với tiền đạo này hay không? Có thể người đã phạt góc là Quang Hải. Chúng ta cùng chờ đợi quả đá phạt góc này dù đội bạn có chiều cao rất tốt. Phạm Văn Đức. Quang Hải. Tuyển Việt Nam phải rất đề phòng với những tình huống phản công này của đối phương. Phá bóng chính xác, đó là Hồng Duy. Một tình huống bó vào trong hỗ trợ cho các trung vệ rất tốt của hậu vệ cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy. Nguy hiểm, phá đây. Những tình huống tấn công bên cánh trái của đội tuyển Iraq rất nguy hiểm hơn rất nhiều so với bên phía hành lang cánh phải. Hồng Duy rất kỹ thuật. Hồng Duy, Đức Chinh, không, đây là Phan Văn Đức. Quang Hải, Điện rất nguy hiểm. Đội bạn đã chơi xuất sắc, thủ thành Hassan. Nhưng đó là một pha bóng sở trường của chúng ta. Quang Hải đảo quả bóng sang chân thuận của mình và thực hiện một cú cứa bóng quen thuộc ở khoảng cách rất xa, nhưng bóng đi khó chịu và Hassan phải làm việc rất vất vả. Sự nuối tiếc của các cổ động viên Việt Nam. Như đã nói thì dù chúng ta đang tạo ra một thế trận chắc chắn an toàn hơn, nhưng vẫn có thể có những điểm nổ từ những cá nhân có thể tạo ra sự bùng nổ như Quang Hải hay Phan Văn Đức. Hùng Dũng dứt điểm, đá của Huy Hùng. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Anh 29 tuổi. Và người trẻ nhất là Đoàn Văn Hậu, 19 tuổi. Nhưng ngày hôm nay Đoàn Văn Hậu chưa ra sân. Cơi! Bóng được hướng tới vị trí của Hà Đức Chinh. Lần thứ 3 sau khi vào sân, Hà Đức Chinh bị thổi phạt. Một cú giật gót rất có ý đồ của Duy Mạnh. Nhưng đáng tiếc là pha xử lý đã không đủ lực để tới vị trí của Hà Đức Chinh. Đây đúng là trận đấu có chất lượng chuyên môn và sự kịch tính hấp dẫn nhất mà chúng ta được chứng kiến kể từ trận đấu khai mạc của giải giữa đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Bahrain. Ibrahim. Trận đấu với rất nhiều những khó khăn đối với các học trò của huấn luyện viên Katanek. Như vậy là ở bảng D đến thời điểm này, dù trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq chưa kết thúc nhưng đã có 9 bàn thắng được ghi. Đường chuyền rất nguy hiểm dành cho Faraj. Cuối đầu là của Bùi Tiến Dũng. Katanek đã chính xác khi tung Faraj vào sân. Thủ áo số 11 này đang mang đến một sự khác biệt trong cách chơi của đội bóng áo trắng. Phan Văn Đức. Quang Hải. Rất cố gắng. Huy Hùng. Quế Ngọc Hải. Nguyễn Hải muốn làm tốt hơn trong tình huống vừa rồi để phóng một quả bóng vào khoảng trống cho Nguyễn Phong Duy tăng tốc. Ý đồ là rất tốt, nhưng đó là một tình huống diễn ra tương đối nhanh và Nguyễn Hải không có nhiều thời gian để chỉnh sửa quả bóng. Ali Faiz, phút thứ 75 của trận đấu và tỷ số trên sân Jaya Sports City đang là đội tuyển Việt Nam 2 và đội tuyển Iraq 2. Việc kịp thời bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này của đội tuyển Việt Nam là rất quan trọng của Trọng Hoàng. Khi mà Trọng Hoàng bị chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến những giây phút cuối cùng. Ông lựa chọn 24 cầu thủ để mang sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và khi mà Trọng Hoàng bình phục thì cái tên
phải nhường chỗ, đó là Đinh Thanh Bình. Phút 76 rồi. Huấn luyện viên Park vẫn còn trong tay một sự thay đổi người nữa. Dài. Số 11 hoạt động rất rộng. Nguyễn Hoài, Bùi Tiến Dũng, Đức Trinh. Pha đi bóng tạo ra sự bất ngờ nhưng chúng ta đã kịp thời hóa giải. Quang Hải, Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đợi các đồng đội dâng lên. Hồng Duy, đội tuyển Iraq chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng và cầu thủ đang sẵn sàng để vào sân. Đó là số 17, Ala Ali Hawi. Đã có dấu hiệu bị căng cờ của hậu vệ cánh phải bên phía đội tuyển Iraq, đó là Walid. Lúc này thì hai đội đang bước vào một khoảng thời gian rất quan trọng. Hơn 10 phút nữa là trận đấu kết thúc. Và sẽ phải có những sự thận trọng nhất định bởi cơ hội để san bằng tỷ số sau khi để đối phương ghi bàn ở thời điểm này là không dễ. Magui đã vào sân. Walid Alami là người nhường vị trí. Iraq đã hết quyền thay người. Khi cần thì các cầu thủ của chúng ta sẵn sàng dâng cao để có những tình huống áp sát và có thể dẫn tới những sai số của đối phương như trong pha bóng vừa rồi. Hussein. Ali Adnan. Rất bình tĩnh, Huy Hùng. Quang Hải, rất hay. Hồng Dũng. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Người bị thổi phạt là Farai. Đội tuyển Iraq đã hết quyền thay người, trong khi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể tung một cầu thủ nữa vào sân từ mọi ghế dự bị. Như chúng ta đã biết thì Văn Toàn đã bình phục chấn thương và không biết là trong thời gian ít ỏi còn lại liệu có cơ hội dành cho tiền đạo này hay không. Điểm mạnh của Văn Toàn đó chính là ở khả năng bứt tốc và di chuyển không bóng rất hợp lý. Farai. Magui. Phá vào Đức. Rất nhanh. Huy Hùng. Tiếp tục là Huy Hùng. Những tình huống lắc hồng và xoay trụ rất nhanh là điểm mạnh và làm nên thương hiệu của Huy Hùng. Hồng Duy. Chúng ta đang cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của Iraq. Hồng Duy. Cái bóng xuất sắc của Duy Mạnh. Một ngày làm việc rất vất vả của Duy Mạnh và các đồng đội ở tuyến phòng ngự. Quang Hải.
Vừa rồi là tình huống giải nguy tốt của trung vệ Ali Faes. Ibrahim Farai, đúng như anh Biên Cường đã nhắc tới, thời điểm này đội bóng nào có được bàn thắng sẽ có rất nhiều cơ hội để sở hữu 3 điểm trọn vẹn. Ghi được một bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại là điều không hề đơn giản. Chính vì thế mà cả hai đội đều đang đặt sự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Hồng Duy, một nỗ lực tạt bóng cho Karim được thực hiện bởi Ali Anan. Đội bạn tập trung rất nhiều vào những tình huống tấn công bên cánh trái. Khá nguy hiểm. Đó là cú chạm bóng vừa đủ của Bùi Tiến Dũng. Rất hay. Các cầu thủ của chúng ta đúng là đã có một sự lột xác trong cách chơi, bắt đầu từ thời huấn luyện Park Hang-seo. Nó không chỉ đơn giản là những tình huống giải nguy của hệ thống phòng ngự, nó còn là sự kết hợp để tạo ra những pha lên bóng mà các cầu thủ phòng ngự của chúng ta thực hiện. Gini không tham gia vào tình huống này vì nếu tham gia anh sẽ bị thổi phạt việt vị. Một sự thay đổi người cũng khá bất ngờ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đoàn Văn Hậu vào sân nhưng người rời sân không phải là Nguyễn Phạm Hồng Duy mà là Phan Văn Đức. Như vậy là trên sân lúc này đội tuyển Việt Nam có cả cầu thủ trẻ nhất và cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự giải đấu. Xin được nhắc lại là Đoàn Văn Hậu mới 19 tuổi, trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này, và người nhiều tuổi nhất đó chính là Trọng Hoàng 29 tuổi, và độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup năm nay là 23,1 tuổi, là đội tuyển trẻ nhất trong số 24 đội. Sự thay đổi người rất hợp lý theo chúng tôi của ông Park Hang-seo, bởi nó sẽ giúp chúng ta đạt được hai mục tiêu. Vừa có một sự gia cố cần thiết cho hàng phòng ngự nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh trên hàng công. Bây giờ thì Nguyễn Phòng Duy sẽ đá rất cao và chơi thế vị trí của Phan Văn Đức. Trong khi đó thì Đoàn Văn Hậu với thể lực tốt sẽ ngăn cản được những tình huống tấn công biên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở bên phía cánh phải của đội tuyển Iraq. Trọng Hoàng rất hay, rất hiểu ý và đã kịp thời hỗ trợ cho Hùng Dũng để phát triển bóng cho đội tuyển Việt Nam. Trong trận chung kết lượt về của AFF Cup và trong trận đấu mới đây với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì Hồng Duy đá gần như một tiền đạo. Và bây giờ thì cầu thủ áo số 12 này đang nhô cao. Alamawi chỉ ít phút có mặt trên sân nhưng khả năng hô cho tấn công của Alamawi là tốt hơn rất nhiều so với người mà anh đã thay thế, đó là Walid. Ali Adnan, Faes, Ibrahim. Trận đấu đang dần trôi về những phút cuối. Mawi không vượt qua được Đoàn Văn Hậu và quyền ném biên thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Iraq của ông Katanek đã từng có được những sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lần này. Và ông tin rằng đó là điều để giúp cho bóng đá Iraq quên đi những vinh quang của quá khứ để xây dựng thành công với thế hệ hiện tại. Katanek phát biểu rằng chức vô địch năm 2007 của bóng đá Iraq đã là câu chuyện của quá khứ rồi. Và ông tin tưởng vào những con người của thế hệ năm nay cũng rất trẻ trung. Hàng tiền đạo của đội tuyển Iraq tại giải đấu lần này đều là những chân sút dưới 23 tuổi và cũng rất giống đội bóng của chúng ta, rất trẻ trung. Với những gương mặt mà có lẽ không chỉ là mục tiêu tại giải đấu lần này, Park Hang-seo còn đang xây dựng cho cả chiến dịch vòng loại Olympic nữa. Quang Hải,
Cách đây 4 năm ở Asian Cup năm 2015 thì Iraq đã từng vượt qua Iran ở tứ kết và vào tới bán kết. Đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng bảng với mật độ 4 ngày một trận và thi đấu ở đầy đủ 3 khung giờ khác nhau. 4 ngày nữa vào ngày 12 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp đội tuyển Iran. Trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Việt Nam. Và trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 16 tháng 1 sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Yemen. Hussein. Đây là giải đấu mà ngoài hai đội có thành tích xuất sắc nhất của mỗi bảng đấu giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 thì còn có những suất cho các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Sẽ có 4 đội đứng ở vị trí thứ ba có thành tích xuất sắc được giành quyền đi tiếp. Format của giải đấu Asian Cup 2019 rất giống với Euro. Và những hình ảnh trong lễ khai mạc chúng ta thấy cũng rất giống với kỳ Euro được tổ chức tại Pháp cách đây 3 năm. Ali Adnan. Sau khi Hà Đát rời sân thì Ali Adnan đã được kéo xuống đá thấp hơn với vai trò là hậu vệ cánh trái của đội tuyển Iraq. Anh xuất phát trong sơ đồ ban đầu, đó là tiền vệ cánh trái và là người sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội bóng áo trắng. Văn Hậu. Lỗi. Đó là lỗi của Ali Magui. Ali Magui là người đã từng có bàn thắng gỡ hòa 3 đều cho U23 Iraq trong trận đấu với U23 Việt Nam. Đó cũng là một pha xử lý hay của cầu thủ này khi anh chơi ở vị trí hậu vệ phải. Thêm một lần nữa, sân chơi của bóng đá châu Á lại được chứng kiến một cú đối đầu nhiều cảm xúc và đặc biệt hấp dẫn giữa Việt Nam và Iraq. Nhưng sau đó là đường chuyền không cho ai cả. Người phóng lên cuối cùng là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đó là cách chơi trong hệ thống phòng ngự của các đội tuyển Việt Nam từ U23 Olympic cho tới bây giờ là đội tuyển quốc gia. Luôn có một sự bọc lót kịp thời cho nhau. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một quả đá phạt. Một điều mà ông Park Hang-seo luôn muốn hạn chế tối đa. Sẽ là một quả đá phạt thực sự nguy hiểm dành cho đội tuyển Iraq. Cự ly và góc sút là rất nguy hiểm. Chúng ta đã được xem lại những pha xử lý đầy mềm mại của Magui. Lại là một thời điểm rất nhạy cảm. Tất cả đều đang rất hồi hộp với tình huống đá phạt này của cao thủ Iraq. Khả năng đọc tình huống của thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Đứng trước quả đá phạt là Ali Adnan. Adnan! Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho cao thủ Iraq. Bàn thắng đến ở phút thứ 90. Lần đầu tiên trong trận đấu,
đội tuyển Iraq có được lợi thế dẫn bàn, nhưng điều quan trọng là nó lại tới ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Rất đáng tiếc khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thi đấu rất hay, đã hai lần dẫn bàn, nhưng bây giờ lại để cho đối phương có được lợi thế đó. Như vậy là bóng đã sượt qua đầu một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và khiến cho quỹ đạo đi còn khó hơn. Ông Katanic thậm chí còn không nhìn học trò của mình đá quả phạt vừa rồi. Rất tiếc cho đội tuyển của chúng ta khi mà những bàn thua vẫn thường đến trong những thời khắc nhạy cảm và trong tình huống cố định. Có 3 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai này. Hồng Duy. Tiến Dung. Hồng Duy đang bị đau nhưng anh vẫn tiếp tục ôm tay để thi đấu. Thời gian còn lại rất ít. Hồng Duy. Rất hay, quá hay. Vẫn còn. Hùng Dũng. Cú đá thế rất khó của Hùng Dũng. Chúng ta cùng xem lại cú đá phạt quá tốt của Ali Anan. Bóng đi rất hiểm, sao sạt với điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Và cho dù thủ môn Đặng Văn Lâm đã tung người hết cỡ, vẫn không thể cản phá. Bóng cũng đã sượt qua tóc của Đoàn Văn Hậu trước khi nằm trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Những giây đã bù giờ cuối cùng và bây giờ thì đội tuyển Iraq đang tìm cách kéo dài thời gian để chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bùi Tiến Dung. Văn Lâm. Đây có thể nói là tình huống lên bóng cuối cùng của chúng ta. Huy Hùng. Đoàn Văn Hậu. Như vậy là trọng tài Al Jassim đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng vất vả của đội bóng đã từng vô địch năm 2007, đội tuyển Iraq. Một trận thua tương đối đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đã hai lần dẫn bàn trước đối thủ. Nhưng ở một giải đấu vẫn còn 4 suất dành cho những đội xếp ở vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều những hy vọng. Đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Yemen, tinh thần chiến đấu và những nỗ lực cũng như cách chơi của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay vẫn là rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay rõ ràng là Iraq đã gặp đội tuyển khác hẳn, đội tuyển mà họ đã từng thắng 2-0 ở tứ kết của Asian Cup năm 2007. Dù thua trận nhưng đây là một trận đấu đội tuyển Việt Nam cũng đã để lại rất nhiều những dấu ấn, đặc biệt là ở cách tiếp cận trận đấu, sự tự tin và trong những mảng miếng phối hợp tấn công với đúng thế mạnh của mình. Thua trận nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Và màn trình diễn trong trận đấu hôm nay, đặc biệt là với hai lần dẫn bàn trước đối thủ mạnh như là đội tuyển Iraq, sẽ tiếp thêm sự tự tin trong chặng đường còn lại tại Asian Cup năm nay của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Với những đối thủ tiếp theo lần lượt sẽ là đội tuyển Iran, và đặc biệt sẽ là trận đấu dồn toàn tâm toàn sức với quyết tâm cao nhất, đó là trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Yemen.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền Việt Nam trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq ở bảng D vòng chung kết Asian Cup năm 2019 ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.